Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 đến nay, thời tiết mưa dông xuất hiện nhiều, khiến cho sản xuất nông nghiệp và khai thác đánh bắt hải sản của nông ngư dân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thu nhập giảm sút, thậm chí thua lỗ. Đây là nội dung tiêu điểm chương trình 60 cộng trưa nay. Chuyến biển vừa rồi, tàu của bà Trương Thị Huyên ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu cập cảng mà không thu được lợi nhuận bởi biển động ra khơi đánh bắt không đạt sản lượng như mong muốn. Bão cho nên là cái đánh bắt thì nó không đạt. Ví dụ như tổng phí tôi đi thì tới 140 mà tôi thu được có 100 mà thì chi phí nó không có đủ đâu hết. Biển động ra khơi đánh bắt không đạt hiệu quả cũng là tình cảnh chung của nhiều ngư dân khác tại thành phố Vũng Tàu. Trong gió rồi này kia rồi đánh bắt cũng không có đạt. Chi phí thì nó cao mà đi vô thì không đủ chi phí. Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc hiện có khoảng 510 tàu thuyền, tổng công suất trên 113.000 CV. Những ngày này, do thời tiết xấu, tàu cá của địa phương phải đậu bờ. Tình trạng này thường xuyên diễn ra từ đầu tháng 6 đến nay. Chuyến nào ra khơi được thì sản lượng khai thác cũng đều không như mong muốn, trong khi giá hải sản bấp bênh nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nguồn hải sản nó hơi cạn kiệt, mình ra khơi thì thời tiết cũng khắc nghiệt, thì lúc sóng gió làm nó không được, ngư dân rất khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 4.461 tàu cá. 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác của tỉnh hơn 199.000 tấn, đạt 53,2% kế hoạch năm. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khả năng có nhiều mưa bão, hoạt động khai thác hải sản sẽ gặp khó khăn bất lợi hơn. Do đó, để đạt được mục tiêu giữ ổn định sản lượng khai thác khoảng 350.000 tấn một năm, các cấp các ngành đang tuyên truyền, vận động ngư dân trang bị các thiết bị, phương tiện theo quy định khi ra khơi nhằm gia tăng sản lượng lẫn đảm bảo an toàn. Song song đó tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tàu cá theo quy định của chính phủ cũng như của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.